đối với da mặt bị tàn nhang này, bị nám mảng này hay là nám dây. Thì đối với tàn nhang và nám dây thì mọi người, tất cả chúng ta đều phải là ủ tê cho khách hàng trước, sau đó chúng ta mới làm nhá các chị nhá. Và đây là nọ chấm tảo này. Và chú ý cho em là mình sẽ chấm cho em nhẹ tay như thế này thôi, chấm nhẹ tay, chấm vào chân nhẹ. Và chú ý cái những cái nốt nào nó to thì chúng ta chỉ chấm điểm. Chấm điểm là như thế nào? Ví dụ nốt này nó to thì chúng ta chỉ chấm, chia nó ra làm 3 phần thì chúng ta chỉ chấm khoảng 1 phần thôi nhá. Đây là gọi là chấm điểm. Nám dây mọi người cũng làm như vậy luôn nhé. Còn nám mảng thì chỉ cần đi tinh chất là ok thôi, không cần chấm. Vô cùng hiệu quả các chị nhé, hiệu quả rất là nhanh, sau khoảng 15 ngày. Chậm nhất là 15 ngày đã thấy hiệu quả, còn không là 7 đến 10 ngày đã có hiệu quả rồi. Đây thì đúng không? Chị hướng dẫn lại cách lấy thuốc này. Mọi người này chú ý cho em này, cách lấy thuốc này. Để cái tăm vào đây nha. Và mình gạt bớt cái nước đi, lấy chút xíu thôi. Một nọ này là nhiều khách lắm.